Thưa quý khán giả, vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện ở Việt Nam đang ở mức báo động và nghiêm trọng hơn khi vi khuẩn kháng thuốc ngày càng phổ biến, khiến cho việc điều trị nhiễm khuẩn trở nên khó khăn, kéo dài hơn, tăng chi phí điều trị. Đó là nói đến người mắc bệnh. Còn với những ai nghe mù mờ về thông tin này thì hãy cùng Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay tìm hiểu về vấn đề này. Hàng trăm trẻ ở Hưng Yên mắc sùi màu gà, hơn 100 trẻ tử vong vì dịch sởi năm 2014. Hay vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh cuối năm 2016. Tất cả cùng một nguyên nhân: nhiễm khuẩn bệnh viện. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của những người nhà bệnh nhi xấu số. Nỗi đau, sự bàng hoàng, chẳng thể ngờ những đứa con, đứa cháu của mình lại ra đi đột ngột như vậy. Kết quả giám định đã được Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự xác nhận. Nguyên nhân tử vong của 4 trẻ sơ sinh là do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân đẻ non, suy hô hấp yếu. Những ngày bình thường thì bác sĩ bảo cháu vẫn bình thường, nhưng đến bây giờ thì đến tự dưng sáng nay bác sĩ báo cho gia đình là cháu không được khả thi, thế cuối cùng nay cháu mất. Trẻ sơ sinh, đối tượng có nguy cơ nhiễm khuẩn cao nhất, và khi đã mắc nhiễm khuẩn, nguy cơ tử vong có khả năng lên đến 50% nếu không được xử lý kịp thời. Bởi thời điểm này, cơ thể trẻ còn chưa hoàn thiện và rất dễ nhiễm trùng nguy hiểm. Sức khỏe yếu, thiếu tháng khi chào đời, trẻ sinh non có trọng lượng cơ thể thấp hoặc có bệnh lý bẩm sinh, cần điều trị dài ngày trong hồi sức cấp cứu sơ sinh hoặc cần sự hỗ trợ thiết bị xâm lấn như máy thở, máy bơm thuốc, dịch truyền. Đây cũng có thể là những nguy cơ khiến trẻ bị nhiễm trùng bệnh viện nếu không có biện pháp phòng bệnh hữu hiệu, phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đây là ca sinh non ở tuần 28 của sản phụ Lê Hoàng Mộng N. Bé sinh non chỉ nặng dọn dàng 1kg, được các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc cứu sống. Điều đặc biệt, với sự chăm sóc an toàn, luôn tuân thủ quy tắc vệ sinh tay tại bệnh viện, bệnh nhi đã phát triển tốt mà không cần sử dụng bất kỳ kháng sinh nào. Thưa quý khán giả, không một bệnh viện nào trên thế giới không có nhiễm khuẩn bệnh viện. Bởi bệnh viện là nơi mà hàng ngày tiếp nhận nhiều bệnh nhân, nhiều loại bệnh, lại là môi trường kín cho nên thường có mật độ vi khuẩn cao hơn. Thậm chí ở các bệnh nhân nặng thì còn có rất nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm có thể phát tán ra bên ngoài. Vì thế, việc hạn chế tối đa việc nhiễm khuẩn thế nào là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên thì vẫn không tránh khỏi điều này. Điển hình là qua các con số sau đây. Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 90.000 người tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện, mà phần lớn là trẻ em. Và cứ 100 người nằm viện thì có 7 người mắc thêm bệnh nhiễm trùng mới, mà nguyên nhân một phần là do nhân viên y tế chưa tuân thủ quy định về vệ sinh cá nhân, trong đó có việc rửa tay trước khi tiếp xúc với người bệnh. 40.000 vi khuẩn trên 1cm vuông da. Con số này còn cao hơn nhiều ở bàn tay, đặc biệt là ở lòng bàn tay, móng tay, nơi thường xuyên tiếp xúc với đủ mọi vật dụng hàng ngày. Chính vì thế, bàn tay của nhân viên y tế có thể trở thành sát thủ đối với người bệnh, đặc biệt là trẻ sơ sinh, nếu không được sát khuẩn đúng cách. Bên cạnh đó, chính các bậc phụ huynh, người nhà bệnh nhân cũng cần ý thức trong việc đảm bảo vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc bệnh nhân. Có như vậy, việc nhiễm chéo và tỷ lệ tử vong tại các bệnh viện do nhiễm khuẩn bệnh viện mới được giảm xuống. Nguyên nhân mà gây ra nhiễm khuẩn bệnh viện thì ngoài những cái vấn đề chăm sóc thì còn là vấn đề môi trường, vấn đề người bệnh và gia đình họ cũng tham gia vào trong các cái khâu chăm sóc đó. Nếu như họ không tuân thủ thì họ cũng sẽ là những cái người mà mang cái mầm bệnh vào cho chính những cái người thân yêu nhất của mình. Kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi phí điều trị, nguy cơ tử vong có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 4 lần. Gia tăng tình trạng kháng thuốc của các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện. Sau đây là một số biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn khi chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo. Rửa tay, dùng găng tay, đeo khẩu trang, kính mặt nạ, mặc áo bảo hộ. Dụng cụ y tế phải đảm bảo vệ sinh, sát khuẩn, kiểm soát môi trường bệnh viện, giặt sạch và khử trùng các đồ từ giải. Vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện từ lâu đã được bàn đến như một vấn nạn của ngành y tế. Tuy nhiên, để kiểm soát vấn nạn trên thì cần có sự quan tâm, trách nhiệm của cả bệnh viện cũng như bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. Đến đây thì chương trình Góc nhìn đa chiều cũng xin được tạm dừng. Xin được cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.